dịch vụ truy cập Internet kênh riêng Internet Leasing. Internet Leasing là một trong những dịch vụ thế mạnh của Viettel Telecom, cung cấp đường truyền cho các công ty hay văn phòng có nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao một cách thường xuyên. Thế mạnh của dịch vụ Internet Leasing là tính linh hoạt, sự ổn định, tiết kiệm chi phí và khả năng kết nối tới mọi địa điểm mà khách hàng yêu cầu. Ngoài ra, với dịch vụ Internet Leasing, khách hàng có thể sử dụng các công nghệ như mạng riêng ảo, hội thảo từ xa, điện thoại Internet một cách dễ dàng và thuận tiện.